nhắc tới dòng xe tay ga của mẫu mới 2022, bỏ mẫu của dòng Vario 150 sẽ kế tiếp là dòng Vario 160 ha. Đối với dòng Vario 160 nó sẽ có hai phiên bản cho mình lựa chọn, đó là CBS và ABS ha. Thì bên Nhi đang có những màu đa dạng như là màu trắng nhám nè, đỏ nhám và xám lông chuột, thường gọi là mọi người gọi xám lông chuột cũng được, mà đen nhạt, đen bóng cũng được ha. Bên Nhi có lên 3 màu cơ bản 3D ha. Thì là màu đỏ nè, và màu xanh ngọc và màu xám xi măng, có phối hợp một chút tem cam và đen cho nó nổi bật lên ha. Thì đối với bản A thì bên Nhi đang có cái mức giá là 58.300.000 đồng nha, đã bao gồm VAT nè. Còn đối với bản C thì là 51.500. Giá này mọi người chỉ cần cầm thêm phí biển số nữa là riêng xe sang về thôi ha. Thì thủ tục trả góp cực kỳ đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là có thể góp được rồi nè. Ngoài ra mọi người chỉ cần trả trước cực thấp nè, chỉ tên đến 3 triệu đồng thôi. Thì mọi người đã nhận ngay cái gói ưu đãi khi liên hệ trực tiếp với Linh Nhi nè. Mọi người còn nhận không phải là riêng gói ưu đãi, mà mọi người còn được nhận lên combo thành gói lên đến 3 triệu đồng. Giảm giá tiền hỗ trợ xăng xe lên đến 3 triệu đồng nữa nha. Và còn giảm giá voucher phụ kiện lên đến 50%. Khi mua xe mọi người phải đặt lịch hoặc là inbox trước cho Linh Nhi thì mọi người sẽ được nhận cái giá như vừa báo và những combo phần quà mà Nhi vừa cập nhật cho mọi người ha. Xin chào mọi người.